Rồi, cuối cùng sản phẩm Adipass 5. Con này là màu blue. Anh khách gọi là đầu tiên của đợt hàng, bóc tem tại công ty luôn, về đúng tổng kho luôn. Adipass blue, em mời anh. Đấy. Thực ra thông tin sản phẩm này, tại sao khách hàng mà phải chờ, khách hàng phải chờ vào mua hụt và cả hờn với anh em bán hàng. Tại vì về được có mấy chiếc bảo tới lấy luôn thì không lấy. Khách hàng hết lâu lắm rồi mới lại đặt được cái lô hàng mà nó tuyệt vời như vậy. Thì cái đây tổng quan phòng nhé. Chút nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái sản phẩm. Con này nó làm viền mỏng anh ạ. Nên là kích thước nó cũng không vậy hình to quá. Tổng quan hàng Mỹ về là nguyên phong như này. Có in đầu bản quyền. Đó, cái màu, trên thực tế màu lạ và tương đối là lạ và đẹp. Thì dòng Adipass này của Lenovo về xong người ta hoàn thiện rất là tốt. Có đẹp. Không có đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc. Đấy là có thể là dùng cái câu đấy là chuẩn nhất cho cái model này. Và cho những anh em công nghệ. Cái đấy anh bóc ra thì xem thông tin sản phẩm. Không ạ, đấy là gạt cứng anh ạ. Alo ạ. À, bơm nguyên thôi. Ok. Vâng, ok. Rồi, anh ngồi đi em bụng nguyên cho anh nhé. Gia nhập về có mỗi như vậy thôi. Em có tặng thêm đủ đồ từ trong shop và đây chuột chưa có pin xong phòng này. Rồi, ok, và chủ thể chính luôn. Lúc nãy mình có chia sẻ đấy. Con này pin được lâu trải nghiệm. Tùy tác dụng anh dùng. Đây, anh em tự cảm nhận cái độ hot của sản phẩm này. Con này mặt trên ở đây anh Thành ạ. Quay lại trên cái lưng xem. Mặt trên xem qua cái lưng. Xe xíu. Nhôm à? Ừ, sờ mát á. Cái này bằng nhôm. À. Anh cảm giác anh sờ cái chất liệu này nó khác, sờ cái này nó khác. Đấy, bảo anh em về những hàng mới đôi khi có được trải nghiệm hết đâu. Khách hàng khui xong lại bế đi luôn. Nhiều cái rất là thích được review nhưng mà không có. Kiểu dạng hợp kim anh ạ, kiểu như vậy. Cái này thì là nhựa. Nôm na như này, cái độ hoàn thiện của cái dòng Adipass này về sau mặt này dưới này là nhựa rồi, cái này nâng cấp chất liệu lên rất là cao cấp rồi, độ bền. Ý nữa mình sẽ quay cận cảnh em xem cái không màu sắc. Nói chung là kiểu dạng hợp kim nó không phải là nhôm phay hẳn. Rồi em bung cho. Cái này lúc anh dùng anh bóc ra. Còn cái này là cái gạt cứng. Hi there. I'm Cortana and I'm here to help. Bây giờ bóc ra được rồi. Bóc luôn rồi. Nó làm cho nó mới. Quá hot luôn. Đấy. Anh không dùng camera thì anh gạt vào anh cho tắt đi. Kiểu tránh nhiều hacker thứ ấy anh. Không dùng lại bật ra. Sản phẩm gì mà khiến anh em tò mò đến thế? Camera. Sao biết bên em... Thực ra thì công ty có bạn ấy mua đây rồi. À, công ty có bạn mua đây. Bạn giới thiệu. Anh đặt tên người dùng là gì ạ? Hùng. Hùng Phạm. Cái này là Vinh. Cái này là màn hình cảm ứng. Không, kiểm tra không vững à? Anh check lại. Trong. Có cảm ứng không? Không có. Thì vẫn giống như đợt trước. Ok, tranh thủ lúc trả máy thì mình sẽ chia sẻ chút về sản phẩm này. Đây, kiểm tra của tôi.
5 tháng trước, chính xác là 5 tháng trước thì là công ty có nhập được cân mặt hàng đầu tiên của dòng Adipark này. Về như được mấy chiếc thôi rồi. Thì sau đó khách hàng chờ rất là lâu. Bây giờ mới tiếp được cái đợt thứ 2. Hôm nay là máy này được trang bị toàn bộ cái phần cứng mới 2021, các ASIC rất là mạnh, màn hình tràn viền mỏng, viền mỏng, và được trang bị cái màn hình cảm ứng. Còn công nghệ của nó thì anh em xem luôn ở trong cái phần mô tả, là có cái cấu hình chuẩn luôn. Core i7 thế hệ mới nhất, RAM 12GB, ổ cứng SSD 512, màn hình cảm ứng. Đó, đã đủ tự tin mà cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc luôn rồi. Đó là tại sao anh em anh em chia sẻ là không có đối thủ cho cùng phân khúc là vậy. Mình nói là về tổng quan nhé, từ tiêu chuẩn nhập Mỹ đến cái giá bán của sản phẩm. Đó, cấu hình cao mà được sở hữu giá rất là tốt. Bàn phím sáng. Ra hiện tại chỉ còn có được vài chiếc thôi, anh em mà quan tâm thì lấy sớm, không lại trách anh em bảo là không giữ cho tổng quan. Chú.